Hello anh em và chào mừng anh quay trở lại với channel của mình và là mình đã xin xin này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em tiếp tục đến với chiến dịch đi chiến bom. Không biết lần này mình chơi con gì nhưng mà nói chung là game này chỉ có chiến bom là vui nhất. Cho nên là anh em nào mà có ý tưởng gì đó hay á thì comment ở phía dưới. Mình sẽ thu thập cái ý kiến đó thì vào làm video cho anh em xem hay hơn. Vậy nói chung là dù ở đây thì mình cũng hơi bí ý tưởng cho nên là có chiến bom thì chiến bom thôi. Ok. Thì bây giờ thì ta còn vào bon chiến thôi. Thì nói chung là mình có bon này thì anh em mình mới vào cái bon này. Bon thằng con ghé này. Thì cái bon này thì có một thanh niên mua ở của mình nhờ mình qua giúp. Ok. Thì mình kéo nguyên một bài qua giúp tầm 4 5 ọt gì đó, mình cũng không nhớ nữa. Để mình gồm xem thử. Chắc tầm 4 5 ọt. Nhưng mà toàn là top trai không à. Ọt này của mình nè, ọt này của mình, ọt này của mình. Ọt này của mình. Đấy, bốn ngọc, bốn ngọc thôi nha anh em, bốn ngọc mình xem nha. Hoặc này thì mình bán 500.000, em được có nhu cầu thì liên hệ mình. Bán 500.000 thôi, của rẻ luôn, full full B. Quảng cáo tí đi mà. Quảng cáo tí nhà thì bán 500.000. Ok, hoặc của mình nha. Và tiếp theo nét hoặc này thì rẻ hơn tí, 400.000. Ok, 400 nghìn, một sự khác biệt giữa 400 nghìn và 500 nghìn anh em. Cảm thấy như thế nào? Nó khá là chất lượng đấy. Ok nha. Còn cái ọt này của mình thì đâu ta? Ọt này của mình. Ọt này của mình thì vô giá nha anh em. Ọt này thì vô giá, ọt này liên kết với Facebook cho nên là mình không có bán vậy. Chủ yếu là mình để chơi cho vui à. Ôi, mày hạt online anh em à. Mày hạt tiếng Anh mà hạt online. Mẹ nó căng tới nhà hạt mà kiểu như hạt trên trường ấy đã thấy mệt rồi đấy, đã khó hiểu ở đây còn cái này hạt online nữa, trời ơi nhức nát luôn, phải gọi là nhức nát luôn ấy. Trời ơi liên hạt online má ơi, mẹ phải dậy 7 giờ hạt online rồi. Ok thì nói chung là gặp một cái bon khá là yếu so với bon mình. Bon này thì nói chung là rất là đơn giản, mình thì mình chưa đánh hết lực nhưng mà mình kéo ọt qua thì mình dùng mấy ọt kia thì chắc chắn sẽ nguyên hết, tóm lược mấy nhà này nó hết. Giờ mình sẽ đánh top 1 luôn, như thế nào xem top 1 nó như thế nào. Ôi top 1 nó như này mà đánh không được nữa thì thôi, quá đơn giản đây nè, mình lầm luôn đi, lầm nhanh nóng đi, tấn công luôn. Mình cầm nhân mã 45 con. Ok, có cờ có tượng chứ, có tượng đầy đủ luôn. Thì giờ mình sẽ dụ con, mình đánh cái gì cũng không được chủ quan ấy, dụ nó ra nè. Ok, ra đây những con lợn, ra một bay nhanh tắp nó còn phải cái gì mà điều luôn lính nhà bị bên đó luôn đi, chờ một tí nhưng mà mình xem con hậu có nằm chỗ nào, con hậu nó dụ rồi đã hết đây, đã hết một bay nào, tin nhắn của mình nha anh em, tin nhắn của mình đấy rồi. À, luôn rồi anh em ạ. Chơi thôi, bây giờ anh em chỉ có bật chế độ chơi thôi. Bật rồi. Bật hai cái này, bật vô học trước sau đó bật cái kia là anh em được bất tử. Mình nghĩ là mình sẽ đánh nửa quân thôi thử xem được không. Ôi! Đâu thế nhỏ? Mình cứ nghĩ là nó sẽ không đẹp mình nữa mà ai ngờ bất ngờ chơi thằng lồn luôn. Đau thật sự. Đau thật sự đi, giảm quá đau. Ui. Giảm quá đúng đầu luôn ấy. Nhất nát luôn ấy. Giảm quả nặng, giảm một quả là gọi là nhức nách luôn. Ok, có vẻ như là khá là yếu ớt hả, mình để giành lính thôi chứ mình không thích trẻ ấy thôi. Tôi sẽ luôn mình nhân bản là win luôn kia rồi. Này còn con rồng mà anh em, mình nhân mở này nó sẽ giúp mình clear hết cái đống này thôi, đơn giản. Tao 20 mấy còn, ok cũng easy một tí, cũng hợp lý một tí. Còn nhanh lên nào các thanh niên của chúng tôi ơi. Nói chung là mình kéo một bài ọt vô đây mà bon chủ nhờ mình vô đánh đánh mà đánh với một con bon yếu ớt mà mình buồn quá. Không phải là yếu ớt mà là thua quá nhiều, nó không cân đối một tí, hơi buồn. Nhưng không sao, mình bón được một cái ọt là vui rồi. Ok, bê lô cái nhà chính luôn, đánh nhân mã là một là anh em đánh được
một sâu hay là em đánh được ba sâu, chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi, chứ mình đánh là toàn là chỉ một và hai thôi, à, chỉ một và ba thôi chứ chưa bao giờ đánh được hai sâu. Ít khi đánh hai sâu thì em thắng mà thầy Quân tính cái cây sắm rồi đấy chứ. Ok luôn, chúng ta sẽ tiếp tục với một thanh niên tiếp theo. Chó đó nhỉ, nghe em tính nhà này nhìn như thế nào nhỉ, nhà mờ không sốc lô để bắt sốc luôn. Em sẽ đánh với nhiều quân đủ không ta, chơi luôn đi, chết bỏ, chơi luôn chết bỏ nha anh em. Mình sẽ nghĩ là mình sẽ đánh với những người bên đánh qua tầm 5 con đi. Wow, nhà này không thể nào mà khinh thường được đâu, khinh thường người khác và cái cách thế này mà bất ngờ lắm. Mình cũng đánh gọi là tự do đi, đánh tự do làm sao, đánh cũng phải gọi là cái nhà này có tượng ở có cờ chứ, cẩn thận hơn trên hết cái này mà. Rồi mình đánh lên nhà. Ok. Ôi còn 18 con nhân mã à. Ôi. Còn 18 con nhân mã thôi anh em ạ. Rồi xong là pha này mình căng không trôi rồi anh em ạ. Pha này chơi không trôi rồi. Chơi ngu lấy tiếng rồi anh em ơi. Ngu người rồi, 14 con không nổi rồi anh em ạ, không nổi. Không nổi cái nhà này rồi. Bật hầu máu ngu người luôn. Xong phim luôn anh em ơi. Toàn rồi anh em ạ, toàn chắc rồi đấy. Mình nhìn cái màu là toàn chắc rồi đấy. Ôi toàn thế nhờ. Ngu thế nhờ. Ngu thật sự đấy, chỉ có mười mấy con mà mình cũng liều đánh luôn. Đúng mà liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Mà mình liều quá, mình sai quá rồi. Mình sai quá sai rồi anh em ạ. Nó không thể nào mà qua sâu được. Ôi, tại sao mình lại ngu ngốc như thế ta? Hả? Mình cầm hai con 20 con nhân mã mà mình lại sao mình lại đánh ngu ngốc như thế? Hả? À, kìa. Ngu người rồi anh em ạ. Ai. Ngu người luôn. Mày tính toán như của cải luôn anh em ạ. Không đủ quân, mình cứ nghĩ thế là ngầu. Mình cứ tưởng thế là ngầu anh em ạ. Không ngầu xí nào, không ngầu một tí đâu luôn. Không sao, mình chạy qua ọt kia đánh đổ tài nguyên nha. Chạy qua ọt kia đánh đổ tài nguyên đi. Mình không thể nào mà tin được là mình đánh qua đó ngu người giặc đi. Mình tưởng, lúc đó mình tưởng thế là ngầu. Anh em ạ, lúc đó mình tưởng thế là ngầu. Nhưng mà không ngầu đâu, ok mình sẽ đánh nhà này nha. Đừng giận thôi. Cũng đơn giản một tí. Cũng có cái gì đó gọi là đơn giản một tí. 1, 2, 3 Ok, 3 bóng. Rồi, nhiều đủ rồi đây rồi. Mắc một lượt đánh đổ rồi, cay thế nhờ. Tại sao là như thế? Mắc một lượt đánh đổ luôn, cay luôn. Ok thì cảm ơn anh em xem hết video này của mình, và nếu thứ hai cho xin một like và đăng ký kênh nha. Ok, mình qua mình đánh đổ mà không được. Cảm ơn anh em rất nhiều nha, bye bye.